Đây là trái bơ lem hát của bên của trang trại bơ Mỹ Hoàng Gia. Cái bơ này ghép từ năm 2014 và hiện nay trên cây thì đang có trái già và đang có bông. Đấy. Và đây là bộ thử cho bà con coi. Đây là cây bơ duy nhất, cây bơ lem hát duy nhất ở Việt Nam hiện nay đang có trái. Bơ này chất lượng thì gần như tuyệt đối. Bà con nếu có yêu cầu và có thắc mắc gì thì cứ gọi điện đến cơ sở bơ Mỹ Hoàng Gia thì sẽ được tư vấn kỹ hơn. Trái bơ này tuyệt đối sắp mà thế giới bây giờ là bơ này là đang rất chuộng bởi trái của nó lớn. Trái hiện nay như trên tay của tôi nó nằm tầm khoảng 350 đến gần đến 400 gram. Thịt rất dày, hột tương đối nhỏ so với những loại bơ thông thường, hột tương đối nhỏ. Và cây bơ này năm nay được khoảng 300 trái nhưng mà vì quá nhiều nên tỉa bỏ bớt. Một cái nhược điểm của cái cây bơ này thì gần như tôi chưa thấy, nhưng mà cái ưu điểm của nó là nó kéo dài. Kéo dài là cái tuổi thọ. Đây, hiện nay vừa có trái già vừa có bông và sắp sửa đậu. Vừa có bông gì đó, vừa có trái luôn. Thank you.